Quê tôi bước bơ vơ, bàn chân cứ mãi lơ ngơ, tìm lại ký ức ngây thơ ngày qua đã xa, thật xa. Một thời thơ bé vui ca, chiều về tắm mát sông xa, cùng bạn bè thơ bé lớn lên từng ngày bên lời ru của mẹ. Ru hơi ru, ru hơi ru, lời ru đã bên tôi ngày thơ. Ru hơi ru, sao ấm êm, dù nơi đâu tôi vẫn không quên. Cho tôi trở về lại ngày xưa ấy, cho tôi tìm lại điều tôi đã thấy, cho tôi tháng năm ngày dài còn e ấp trong vòng tay của mẹ. Xin quay về để tìm lời ru ấy, xin quay về tìm lại một người đã sớm hơn vì con, nuôi con lớn nên người, một hình bóng mãi mãi khắc dấu trong tim mẹ yêu. Cho tôi trở về lại ngày xưa ấy, cho tôi tìm lại điều tôi đã thấy, cho tôi tháng năm ngày dài còn e ấp trong vòng tay của mẹ. Xin quay về để tìm lời ru ấy, xin quay về tìm lại một người đã sớm hơn vì con, nuôi con lớn nên người, một hình bóng mãi mãi khắc sống trong tim mẹ. Cho tôi trở về lại ngày xưa ấy, cho tôi tìm lại điều tôi đã thấy, cho tôi tháng năm ngày dài còn e ấp trong vòng tay của chúc mừng Lê Văn Đạt. Hy vọng là ở nước Cộng hòa Séc thì mẹ của Đạt vẫn nghe được những lời nhắn nhủ mà Đạt vừa dành cho người mẹ của mình. Và chúng tôi xin mời phần đánh giá của nhóm chuyên gia cho phần trình diễn hôm nay của Lê Văn Đạt ạ. Xin mời chị Phương Thanh ạ. À, giống như hồi nãy cô nói với Đạt đó, thoải mái lên. Và thật sự, Đạt thoải mái thật sự. Bởi vì những giây phút mà căng thẳng nhất đó là nó dễ mất đi cái lực hát, mất đi cái cảm xúc. Nhưng mà cô đã đảo cái tâm lý lại, coi như mình rớt luôn thì Đạt sẽ hát là thoải mái. Các nốt luyến rất là tốt. Nốt cao á, thì cô muốn Đạt căng hơn một chút xíu nữa, và nốt xuống thấp đầy một xíu nữa thì sẽ tuyệt vời trong tiết mục này. Chúc mừng em rất là nhiều nha. Xin cảm ơn ca sĩ Trương Thanh. Không biết là chuyên gia vũ đạo Alex có nhận xét gì về phần biểu diễn của Lê Văn Đạt không ạ? Đạt, lần đầu tiên em rơi vô vòng nguy hiểm. Và anh thấy em rất thông minh vì em đã chọn một bài hát em tặng cho mẹ em. Và anh biết là em, một bài mà em tặng cho mẹ em đã dựa lên cái tình yêu em có cho mẹ em để truyền đạt được cái cảm xúc trong bài này và truyền đạt cho tất cả khán giả. Thì anh thấy là về khả năng của em để làm được việc đó thì em đã làm rất tốt trong hôm nay. Một lời khuyến khích cho em là nếu mà em được đi tiếp trong cái cuộc thi này, em nhớ là mỗi tuần sẽ thử thách em, tại vì em vẫn còn trẻ và không có nhiều kinh nghiệm, thì em phải dựa lên những cái ưu điểm của em để hỗ trợ những cái khuyết điểm của em. Ok, anh biết là hôm qua cái thế mạnh của em không phải là dance, nhưng em vẫn còn cái mạnh của em cũng là về phần hát của em, hay là cái phần
diễn của em. Ok, so nếu mà đi tiếp, nhớ cái việc đó cho anh. Và anh mong là hôm nay tiết mục của em đã làm đủ để cho khán giả giúp em để đi tiếp trong cuộc thi này. Chúc mừng em. Xin cảm ơn anh Alex. Và thưa quý vị, Lê Văn Đạt đã đặt rất nhiều tình cảm của mình vào bài hát vừa rồi. Mỹ Trâm hy vọng là quý vị cũng sẽ dành thật nhiều tình cảm cho Lê Văn Đạt. Hãy bình chọn cho Đạt bằng cách soạn tin nhắn với cú pháp 02 và gửi về tổng đài 6370.